Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 362 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bấy giờ, Mạc Cẩn dốc tận bộ trí lực, trí tuệ đối địch với Thiên. Điều động đại quân bày ra các loại trận thế, không ngừng chém giết. Nhưng xu thế tổng thể của đại quân vẫn là lùi về phía sau. Hiển nhiên hắn tự biết chính mình không thể chống lại trí tuệ của Thiên được, cho nên dưới tình huống bảo toàn chủ lực, không ngừng lùi về phía sau, lùi về phía Thiên Đình. Phong Vô Kỵ cũng không khỏi gật đầu, có thể tại thời điểm lùi binh còn gọn gàng ngăn nắp, không lưu lại bất luận sơ hở gì như vậy, khiến cho Thiên cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mạc Cẩn thật không hổ là thừa tướng của hoàng triều, binh mã đại nguyên soái do Trung Nhạc khâm điển. Bất quá trong trung quân, vô số phân thân của Mạc Cẩn lại là thất khiếu không ngừng chảy máu. Hắn trong lúc đối kháng trí tuệ với Thiên đã dốc tận biến hóa, một lần rồi lại một lần kích phát tiềm năng của chính mình, giúp đại quân cầu sinh trong tuyệt cảnh, đã tiêu hao quá nhiều tiềm lực của bản thân. Loại tình huống này vô cùng không tốt. Rất nhanh đột nhiên có một cỗ phân thân ngã xuống, tươi sống mệt chết. Tiếp theo đấy, giống như ôn dịch bạo phát, có thêm càng nhiều phân thân của Mạc Ẩn thất khiếu chảy máu mà chết. Sắc mặt của Mạc Ẩn lạnh lùng, nghiêm nghị, không ngừng có phân thân mới từ trong cơ thể sinh ra, điên cuồng suy diễn, điên cuồng điều động, duy trì chiến cuộc. Các lộ đại quân di chứng của hắn trong lúc chém giết không ngừng lùi về phía sau. Mặc dù là lùi về phía sau, thế nhưng lại khiến cho người ta khó có thể phát giác, mà là lợi dụng điều động không gian để thực hiện điểm này, không cấp cho Thiên bao nhiêu cơ hội. Có thể kiên trì tới hiện tại quả thật là không dễ dàng. Ánh mắt của Hách Liên Khuê Ngọc chớp động, không người nói. Thiên Phú, Mạc Cẩn không địch lại trí tuệ của Thiên Phú, thế nhưng chỉ hoãn chiến sự quá lâu, chỉ sợ cũng không tốt, không bằng để cho mật thám bên cạnh Mạc Cẩn hạ thủ diệt trừ hắn ta. Không cần. Thiên mỉm cười nói. Đám đại đế phản bội này, ta còn có chỗ trọng dụng. Còn phải mượn tay bọn họ để công phá 64 tòa thần thành. Bây giờ vẫn chưa thể bại lộ được. Ta cần Mạc Cẩn đã lĩnh bọn họ tiến vào 64 tòa thần thành. 64 tòa thần thành này rất không tầm thường. Phong Vô Kỵ ở một bên đột nhiên mỉm cười nói. Xin bệ hạ yên tâm, Mạc Cẩn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Trí tuệ của hắn mặc dù cao tuyệt, đã đạt tới cực hạn, thế nhưng thân thể và nguyên thần của hắn lại không cường đại như trí tuệ của hắn vậy. Trong lòng Hách Liên Khuê Ngọc chấn động, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vô số biến hóa cực nhanh, so với vô số ý niệm ở trong đầu thần ma còn nhiều hơn, còn nhanh hơn. Loại trí tuệ này so với trí tuệ của Trung Nhạc trong trận chiến tranh đoạt đế vị năm xưa còn vượt qua không chỉ gấp vạn lần. Mức độ thảm liệt của trận chiến này cũng ngoài mức tưởng tượng. Trong mỗi một cái nháy mắt đều có không biết bao nhiêu thần ma tử vong, vẫn lạc. Có linh hồn vỡ nát, có linh hồn may mắn chạy thoát được, bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt đi, biến mất không thấy đâu nữa. Mạc Ẩn một đường lui binh chém giết suốt mấy tháng trời đằng đẵng, rốt cuộc cũng hộ tống bộ đội chủ lực tới tòa thành gần nhất, đó là Ly Thành. Thiên vừa nhìn thấy tòa thần thành này, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hạ lệnh đại quân dừng lại, đình chỉ tiến lên. Bất quá vẫn có không ít đại quân xông vào phạm vi trước mặt của Ly Thành. Trong lúc bất chợt, một cỗ quang mang vô cùng khủng bố từ trong Ly Thành quét ra, ngàn vạn đại quân thần ma kể cả mấy vị đại đế hoàn toàn bốc hơi, tinh không bị xé rách biến thành thiên khiển dài không biết bao xa, ngăn cản Thiên kể cả ức vạn đại quân trước Ly Thành. Lực lượng của Thế Hoàng. Thiên phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói. Vân Quyển Thư đã tái tạo lực lượng thời kỳ đỉnh phong của Thế Hoàng, quả thực không tầm thường. Mau truyền lệnh hạ trại. Bên trong Ly Thành, Mạc Ẩn vẫn không có một khắc thả lỏng nào, lập tức gọi Hiếu Văn Đế tới. Hắn nói, mau mời Vân tướng tới đây,
cũng mang theo linh giải ngữ cùng tới. Hơn 10 ngày sau, Vân Quyền Thư chạy tới Ly Thành, nhìn thấy Mạc Ẩn, chỉ thấy Mạc Ẩn đang lúc thi pháp trên một tòa tế đàn thật lớn, áo choàng sau lưng tung bay, bước đạp cương đấu, chỉ là thất khiếu chảy máu, trong tai mắt, mũi miệng không ngừng chảy máu, nhưng vẫn như cũ, không ngừng điên cuồng mà thi pháp. Sư huynh! Mạc Ẩn trừng lớn cặp mắt đầy máu, mở mịt quan sát bốn phía, thanh âm khàn khàn nói: Sư huynh, người đã tới rồi sao? Trong lòng của Vân Quyền Thư run lên một cái, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đau khổ hỏi: Mạc sư đệ, ngươi vì sao đã hao hết tinh thần, lại còn cố gắng thi pháp làm gì? Mạc Ẩn ngồi xếp bằng trên tế đàn, nhếch miệng mỉm cười nói: Ta đấu chí với thiên, bị hắn bức cho dốc tận tinh thần, nguyên thần hao hết, tại trước khi bước vào Ly Thành cũng đã không cứu nổi nữa rồi. Cũng may thiên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Vừa rồi ta đã thi pháp củng cố khí vận của hoàng triều, rốt cuộc cũng đợi tới lúc sư huynh đã tới. Giải ngữ cũng đã tới rồi sao? Linh giải ngữ tiến lên nhu thuận nói: Giải ngữ ở đây. Người dập đầu ta ba cái đi. Hai tròng mắt Mạc Ẩn đã không còn chút ánh sáng, hắn mỉm cười nói: Người vẫn chưa bái ta làm thầy, ta cũng chưa truyền thụ cho ngươi sở học sở ngộ của cả đời ta. Hiện tại ta đã sống không nổi nữa rồi, người dập đầu ta ba cái, quyển khí vận tiên thư này chính là của ngươi. Không nên xem thường nhất mạch này của ta. Nhất mạch này của ta phát huy trí tuệ tới mức tận cùng, sẽ có thể sánh ngang với thiên được. Linh giải ngữ không ngừng rơi lệ, quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu ba cái. Mạc Ẩn bắt lấy bàn tay của Vân Quyền Thư: Sư huynh, ta không kịp dạy nàng, nàng thông minh hơn ba người chúng ta, sau này nhờ ngươi phí tâm một chút vậy, truyền thụ phần tiêu giao sư tôn dạy ta kia cho nàng. Vân Quyền Thư rơi lệ đầy mặt, gật đầu nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết trí tuệ truyền dạy bản lĩnh của ba người chúng ta cho nàng, sẽ không khiến cho nhất mạch này của ngươi bị thất truyền đâu. Mạc Ẩn đột nhiên hỏi: Đâu là phương hướng của thiên đình vậy? Vân Quyền Thư đỡ thân thể hắn hướng về phía thiên đình. Mạc Ẩn quỳ mọp xuống đất, dập đầu về phía thiên đình: Bệ hạ, vì thần vô năng không thể lại phụ tá bệ hạ được nữa rồi. Dứt lời hắn liền đột ngột qua đời. Một tiếng chuông thong thả không biết từ chỗ nào vang lên, kéo dài thật lâu không dứt. Đám người Kiều Hoàng Thị, Hiếu Văn Đế đi tới, tụ tập xung quanh thi thể của Mạc Ẩn, tế bái đại lễ. Chư đế tụ tập trong Ly Thành, nhiều tới hơn 2.000 vị, đều yên lặng hành lễ với Mạc Ẩn. Một vị đại đế thấp giọng nói: Mạc tướng cũng đã chết rồi, chúng ta còn có thể chiến thắng nữa hay sao? Người không phải là đang hoài nghi Mạc tướng, mà là đang hoài nghi bệ hạ. Vân Quyền Thư lạnh lùng nói: Ngươi là đang hoài nghi bệ hạ sẽ chiến bại hay sao? Vị đại đế kia nghĩ tới Trung Nhạc, trong lòng sinh ra một loại kính sợ phát ra từ nội tâm. Hắn khom người nói: Vân tướng dạy phải, bệ hạ tuyệt đối không có khả năng chiến bại. Vân Quyền Thư phất ống tay áo, nghiêm mặt nói: Bệ hạ bất bại, chúng ta cũng bất bại. Các ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Trên thế gian này không có khó khăn gì có thể làm khó được bệ hạ. Chư đế nhất thời khôi phục lại vài phần sĩ khí. Thái Hoàng Trung Nhạc chính là tồn tại vô địch, chư đế là thần thánh cường đại nhất trong lòng chúng sinh, không gì không làm được, không gì không biết. Mà Trung Nhạc lại là thần thánh trong lòng của chư đế. Trung Nhạc giống như một tượng đài bất bại vậy, chỉ cần Trung Nhạc chưa bại, bọn họ liền còn tín ngưỡng, tín niệm vẫn còn lòng tin. Vân Quyền Thư lặng lẽ đứng bên cạnh thi thể của Mạc Ẩn, một lúc lâu sau cuối cùng mới hạ lệnh để cho người ta đưa thi thể của Mạc Ẩn tới thiên đình. Câu trần đế khàn giọng nói: Mạc tướng vì hoàng triều cúc cung tận tụy, có thể dùng đế quan hậu táng. Vân tướng, những hoàng tử chúng ta sẽ đỡ quan. Vân Quyền Thư lắc đầu nói: Chiến sự vô cùng căng thẳng, các ngươi vẫn còn có trọng dụng. Mạc sư đệ cũng không hy vọng bởi vì tăng sự của chính mình mà phí công phí sức làm chế lại chiến sự. Hết thảy mọi thứ đều giản lược đi, sau khi đưa hắn trở về thiên đình rồi hãy nói sau. Một đội thần tướng hộ tống linh cứu Mạc Ẩn rời khỏi Ly Thành. Vân Quyền Thư giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn như cũ điều binh khiển tướng, điều động binh mã trong Ly Thành phân tán ra, điều tới những tòa thần thành khác. Mặc dù đại quân của Thiên và Hách Liên Khuê Ngọc binh vây bốn phía, nhưng thủ vệ lưu lại ở Ly Thành cũng không có nhiều. Đại đế hiện tại trấn thủ Ly Thành là Yêu Tinh Nguyệt, tộc trưởng đương đại của Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu đại đế thế hệ trước là đại đế thượng cổ, 1.000 năm trước đã hao tận thọ nguyên. Sau khi hư không giới sụp đổ, linh hồn của Thiên Yêu đại đế tiêu thất, bay vào khu luân hồi thứ 7, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn vãng sinh trong thiên địa.
Yêu Tinh Nguyệt kế nhiệm trở thành Thiên Yêu Đại Đế một đời này, cũng là một trong số ít những tồn tại tu thành Thất Đạo Luân Hồi. Dưới trướng của hắn có hơn 10 vị đại đế, binh hùng tướng mạnh. Đối với Kiều Hoàng Thị, hắn là tồn tại thế hệ trước, cũng là cậu của bọn họ. Trận chiến 64 thần thánh vô cùng hung hiểm. Vân Quyền Thư dặn dò Yêu Tinh Nguyệt nói: "Trong trận chiến này, ta đấu với thiên không phải là trí tuệ mà là thần thông. Ta biến trí tuệ thành thần thông, thiên không bằng ta, tất nhiên sẽ cầu viện binh kìa. Trận chiến này, viện binh sẽ đáng sợ tới cực điểm. Tinh Nguyệt vương gia nhớ kỹ một việc, tuyệt đối không được rời khỏi Ly Thành, ra ngoài thành quyết chiến với đối phương. Nếu ta thua rồi, ngươi lập tức lĩnh quân rút đi, trở về thiên đình. Chỉ cần bảo toàn được tính mạng, sẽ không có trở ngại gì quá lớn cả." Yêu Tinh Nguyệt nói: "Xin thừa tướng yên tâm." Hắn thoáng do dự một chút rồi hỏi: "Thừa tướng, khi nào bệ hạ mới xuất quan đây?" Vân Quyền Thư mỉm cười nói: "Hiện tại bệ hạ đang toàn lực luyện trừ Lạc Ấn Hỗn Độn, trận pháp đạo quang của đạo giới. Người cứ yên tâm đi, bệ hạ tài trí thông thiên, còn có chuyện gì mà ngài không làm được hay sao?" Yêu Tinh Nguyệt gật đầu, có một loại tin tưởng mù quáng đối với Trung Nhạc. Hắn mỉm cười nói: "Bệ hạ quả thật là người tài ba bất thế. Trước đây địa vị yêu tộc ta thấp kém, ngang hàng với nhân tộc, là chủng tộc đê tiện nhất kìa. Nếu không phải được bệ hạ giúp đỡ, yêu tộc ta hiện tại cũng không thể trở thành đế tộc được, cũng rất không thịnh vượng như bây giờ. Người yên tâm, ta thân là vương gia hoàng triều, trấn thủ Lê Thành nhất định sẽ dốc hết khả năng tới chết mới thôi." Vân Quyền Thư thoáng do dự, lắc đầu nói: "Không cần nói như vậy, trận chiến này chủ lực mặc dù là các ngươi, thế nhưng cũng không cần các ngươi liều mạng. Nếu như ta thua rồi, các ngươi lập tức thu quân hồi triều, nhường ra Lê Thành, không cần lấy cái chết báo quốc đâu." Yêu Tinh Nguyệt xưng vâng, Vân Quyền Thư dẫn theo Linh Giải Ngữ đi tới Hàm Thành. Thần Thành gần Lê Thành nhất, đồng dạng dặn dò Bí Hí Đế thống soái trấn thủ Hàm Thành một phen, sau đấy lại đi Hàng Thành dặn dò thống soái Bệ Ngạn Đế một phen, rồi lại tới Độn Thành. Một đường đi tới, hắn đi giáp 64 tòa thần thành một lượt, lúc này mới dẫn theo Linh Giải Ngữ mà trở về thiên đình. Hai thầy trò một đường không nói chuyện, Vân Quyền Thư vẫn luôn là khí độ thư sinh nho nhã, bộ dáng an nhiên, một đường trong hư không dài dằng dặc, vậy mà một câu cũng không nói, quả thật là hiếm thấy. "Có phải sư tôn còn thương tiếc cho Mặc sư hay không?" Linh Giải Ngữ nhấp nháy mắt hỏi. Mặc dù sư tôn an bài ung dung, không có nửa điểm sai lầm, nhưng tinh thần thủy chung vẫn luôn thiếu hụt, phản ứng cũng không nhanh bằng trước đây. Sư tôn không nên giấu ở trong lòng, vẫn là nói ra mới có thể khiến cho chính mình giải tỏa được. Vân Quyền Thư trầm mặc, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Linh Giải Ngữ cũng không dám hỏi lại nữa. Một hồi lâu sau, Vân Quyền Thư đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí, ngữ khí vắng lặng nói: "Thư sinh lực yếu, thế nhưng trong lòng có hào khí, biến văn chương trong lòng ngực thành trí tuệ, kiếm chạm thần ma. Năm xưa lúc ta còn là thư sinh yếu nhược, đầu tiên gặp được vợ ta, về sau lại gặp được Mặc sư đệ, chúng ta đều là nhân tộc cả, mỗi người cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển thiên thư. Lúc đấy nhân tộc ti tiến là lương thực gia súc nô lệ của các tộc khác, mà nông hoàng đã già rồi, chúng ta uống có một thân tài học lại không thể trợ giúp gì cho chủng tộc được, lại cảm thấy bằng một thân tài học của chúng ta hẳn là có thể cứu giúp nhân tộc trong nguy nan." Hắn thấp giọng mỉm cười nói: "Ta một lòng muốn thuyết phục Mặc sư đệ để hắn tới trợ giúp ta, đấu trí đấu tài với hắn vô số lần. Hắn mặc dù đã thua thế nhưng vẫn rất quật cường, kiên định ý nghĩ của chính mình kìa. Hắn cảm thấy hắn làm mới là đúng, ta cảm thấy ta làm mới là đúng kìa. Vợ ta cũng cảm thấy nàng làm mới là đúng. Cả hai chúng ta đều là sai. Ba người chúng ta mỗi người lựa chọn một vị đại đế, toàn lực phụ tá bọn họ, ước định tương lai bất luận là người nào thắng đều sẽ mưu phúc cho nhân tộc, khiến cho nhân tộc không còn là thức ăn, không còn là gia súc, không còn là lô lệ. Ta còn nhớ rõ Mặc Cẩn từng nói với ta, nếu hắn giết chết quá nhiều đại tướng của chủ công ta, nếu như tương lai ta thắng rồi, vậy thì hãy xử tử hắn, lăng trì, diệt hồn hắn, đều chẳng quan tâm cả. Hắn chỉ cầu nhân tộc tương lai sinh ra có thể có một xuất thân tốt, không cần ngày ngày đều lo lắng sẽ bị ăn tươi." Vân Quyền Thư cười khanh khách nói: "Thời điểm đó, mặc dù chúng ta có cái danh trí giả, nhưng đều hồ đồ, hồ đồ. Vào lúc đấy bệ hạ cũng đi tới Tử Vi, nương tựa vào Mục Tiên Thiên khởi nghiệp. Vào lúc đấy Viêm Hoàng lên làm nhân hoàng, chúng ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy Viêm Hoàng ti tiện, vô sĩ, là phản đồ của nhân tộc. Thật ra, ba người chúng ta nương tựa vào ngoại tộc, sao lại không phải là kẻ phản bội đây? Về sau chúng ta mới biết, Viêm Hoàng nằm gai nếm mật, nhẫn nhục về nhân tộc,
cam nguyện lưng đeo tiếng xấu. Chỉ là lúc đó chúng ta còn không biết thôi. Bệ hạ khi đó lấy danh là Dịch tiên sinh. Ba người chúng ta nhiều lần đối nghịch với hắn, giết tới máu chảy đầy mặt, rất nhiều lần suýt chút nữa đã lấy tính mạng của bệ hạ. Vân Quyền Thư nhớ lại chuyện cũ, lộ ra nụ cười nói: Bệ hạ cũng chưa từng trách cứ qua chúng ta cả, luôn luôn lưu lại cho chúng ta một đường sinh cơ, lưu lại cho chúng ta một mạng. Ta nhớ có một lần Mạc Sư Đệ thậm chí còn có nói: Nếu như Dịch tiên sinh bất hạnh chết trong tay hắn, vậy hắn sẽ tự tuyệt tạ tội, trả Dịch tiên sinh một mạng. Về sau ta vô tình biết được chuyện bệ hạ là Phục Hy, đã nói cho Mạc Sư Đệ. Lúc đấy Mạc Sư Đệ ngây người rất lâu, sau đó gào khóc, khóc như một hài tử vậy. Hắn dừng lại một chút, nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, một lúc lâu sau mới nói với Linh Giải Ngữ: Mặc dù Mạc sư của ngươi giàu hoạt, trí kế bách xuất, thế nhưng nội tâm lại giống như một đứa bé vậy. Chính bởi vì vậy mới được chúng ta kính trọng. Linh Giải Ngữ nói: Đây là xích tử chi tâm của Mạc sư. Kẻ có đại thành tiểu thường thường đều là người có xích tử chi tâm. Nếu như mất đi sự hồn nhiên trong nội tâm, ngược lại sẽ khiến cho nội tâm trở nên không sạch sẽ kìa. Nếu như Mạc sư đệ có thể nghe được những lời này của ngươi, trong lòng nhất định sẽ rất an ủi, xem ngươi là chi kỳ kìa. Vân Quyền Thư lướt nhìn nàng một cái, lộ ra thần sắc cương triều, hai tay nhét vào ống tay áo, rời ánh mắt nhìn về phương xa. Trong mắt hắn tràn ngập kính ngưỡng nói: Lúc đấy ba người chúng ta là vì muốn cho nhân tộc có một chỗ đặt chân, mà bệ hạ thì lại bất đồng. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, chính là muốn chấn hưng nhân tộc, chính là muốn tái hiện vinh quang của Phục Hy, chính là muốn thiên hạ xã tắc, chính là nghĩ cho vô số chúng sinh. Lúc đấy chúng ta đã biết rõ tại sao chúng ta lại nhiều lần bại trong tay bệ hạ như vậy. Chỗ đứng của bệ hạ cao hơn chúng ta rất nhiều, ý chí uyên bác hơn. Chúng ta chỉ là so đo từng chút một vì việc còn con, mà bệ hạ chính là phóng nhãn khắp thiên hạ, đứng chỗ càng cao hơn, nhìn thấy càng xa hơn. Nhãn giới đã thua, cho dù có trí tuệ thông thiên thì cũng phải thua thôi. Mà ý chí của bản thân cũng rất quan trọng. Lòng dạ của bệ hạ là hùng chủ, cả ba người chúng ta đều thua xa hắn. Hắn chính là người mà chúng ta muốn tìm trong khổ hải mênh mông này. Cho dù hắn chỉ là một nhân tộc bình thường, chỉ dựa vào lòng dạ này đã đủ khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện, hiệu chung, vì hắn hối hả ngược xuôi nam chinh bắc chiến rồi. Bệ hạ cũng không chỉ là nhân tộc, hơn nữa còn là Phục Hy, dùng lực lượng yếu ớt thành tấu trong giang hồ hiểm ác kia. Khắp nơi đều là hắc ám khôn cùng. Nghị lực của hắn vô cùng cứng cỏi, trí tuệ của hắn vô cùng rộng lớn, sâu sắc thuyết phục chúng ta. Phục Hy, nhân tộc, có thể tại thời khắc nguy nan nhất gặp được lãnh tụ như vậy. Thật sự là vận khí mà. Ta, vợ ta và Mạc Sư Đế đều cảm thấy chúng ta rốt cuộc đã tìm được người này, đã tìm được người đáng giá để chúng ta giao phó tính mạng. Bệ hạ là Phục Hy, là thần thánh, thế nhưng bệ hạ đầu tiên là người. Nếu như bệ hạ là người, vậy sẽ có nhược điểm, cần chúng ta giúp hắn bù đắp nhược điểm, bù đắp thiếu hụt. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì bệ hạ là người, cho nên mới có nhân cách mị lực, không có gì sánh nổi, khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo. Nhân cách mị lực là thứ mà những thần thánh khác không cụ bí, đây chính là nhân chi đạo. Mặc dù Mạc sư của ngươi giàu hoạt, trí kế bách xuất, thế nhưng nội tâm lại giống như một đứa bé vậy. Chính bởi vì vậy mới được chúng ta kính trọng. Linh Giải Ngữ nói: Đây là xích tử chi tâm của Mạc sư. Kẻ có đại thành tiểu thường thường đều là người có xích tử chi tâm. Nếu như mất đi sự hồn nhiên trong nội tâm, ngược lại sẽ khiến cho nội tâm trở nên không sạch sẽ kìa. Nếu như Mạc sư đệ có thể nghe được những lời này của ngươi, trong lòng nhất định sẽ rất an ủi, xem ngươi là chi kỳ kìa. Vân Quyền Thư lướt nhìn nàng một cái, lộ ra thần sắc cương triều, hai tay nhét vào ống tay áo, rời ánh mắt nhìn về phương xa. Trong mắt hắn tràn ngập kính ngưỡng nói: Lúc đấy ba người chúng ta là vì muốn cho nhân tộc có một chỗ đặt chân, mà bệ hạ thì lại bất đồng. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, chính là muốn chấn hưng nhân tộc, chính là muốn tái hiện vinh quang của Phục Hy, chính là muốn thiên hạ xã tắc, chính là nghĩ cho vô số chúng sinh. Lúc đấy chúng ta đã biết rõ tại sao chúng ta lại nhiều lần bại trong tay bệ hạ như vậy. Chỗ đứng của bệ hạ cao hơn chúng ta rất nhiều, ý chí uyên bác hơn. Chúng ta chỉ là so đo từng chút một vì việc còn con, mà bệ hạ chính là phóng nhãn khắp thiên hạ, đứng chỗ càng cao hơn, nhìn thấy càng xa hơn. Nhãn giới đã thua, cho dù có trí tuệ thông thiên thì cũng phải thua thôi. Mà ý chí của bản thân cũng rất quan trọng. Lòng dạ của bệ hạ là hùng chủ, cả ba người chúng ta đều thua xa hắn. Hắn chính là người mà chúng ta muốn tìm trong khổ hải mênh mông này. Cho dù hắn chỉ là một nhân tộc bình thường,
chỉ dựa vào lòng dạ này đã đủ khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện hiệu chung vì hắn hối hả ngược xuôi nam chinh bắc chiến rồi. Bệ hạ cũng không chỉ là nhân tộc, hơn nữa còn là phục khí, dùng lực lượng yếu ớt thành tấu trong giang hồ hiểm ác kia, khắp nơi đều là hắc ám khôn cùng. Nghị lực của hắn vô cùng cứng cỏi, trí tuệ của hắn vô cùng rộng lớn, sâu sắc thuyết phục chúng ta. Phục khí nhân tộc có thể tại thời khắc nguy nan nhất gặp được lãnh tụ như vậy, thật sự là vận khí mà. Ta, vợ ta và Mạc Sư Đế đều cảm thấy chúng ta rốt cuộc đã tìm được người này, đã tìm được người đáng giá để chúng ta giao phó tính mạng. Bệ hạ là phục khí, là thần thánh, thế nhưng bệ hạ đầu tiên là người. Nếu như bệ hạ là người, vậy sẽ có nhược điểm, cần chúng ta giúp hắn bù đắp nhược điểm, bù đắp thiếu hụt. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì bệ hạ là người, cho nên mới có nhân cách mị lực, không có gì sánh nổi, khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo. Nhân cách mị lực là thứ mà những thần thánh khác không cụ bí, đây chính là nhân chi đạo. Vân Quyển Thư một lần nữa lộ ra nụ cười nói: trước đây Mạc Sư Đệ đã từng nói, nếu không có bệ hạ, hắn sớm đã chết rồi. Tính mạng của hắn chính là bệ hạ đã ban cho. Hiện tại hắn so đấu trí tuệ với thiên, cho dù chết cũng không có hối hận. Thân là một trí giả, không chết giả trên giường bệnh, mà là kiệt lực chết đi trong so đấu trí tuệ. Cái loại kết cục này có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Loạn thế này đối với chúng ta cũng không phải là thời đại xấu nhất, ngược lại là thời đại tốt nhất kìa, có thể khiến cho chúng ta không phụ sở học cả một đời này. Thế nhưng... hắn nhìn về phía Linh Giải Ngữ nói: cái mà trí giả chúng ta muốn làm chính là kết thúc thời đại như vậy. Kết thúc thời đại như vậy mới có thể thể hiện trí tuệ lớn nhất của chúng ta được. Giải Ngữ, trí tuệ trung cực mà ta, Mạc Sư Đệ và sư nương của ngươi cả đời theo đuổi chính là trí tuệ thất đạo luân hồi. Chúng ta có khả năng cả đời cũng không thể thực hiện được, sư tổ ngươi cũng chưa thể thực hiện được, có khả năng cần ngươi thực hiện thay chúng ta. Nhưng đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là chung kết cái loạn thế này. Linh Giải Ngữ mạnh mẽ gật đầu: đã tới thiên đình rồi. Vân Quyển Thư chỉnh lý lại quần áo nói: người lưu lại ở bên ngoài, ta đi gặp bệ hạ. Linh Giải Ngữ lặng lặng đứng ở ngoài điện. Vân Quyển Thư tiến vào triều đình, chỉ thấy đạo thân Dịch tiên sinh của Trung Nhạc lặng lặng đứng ở nơi đấy, từ xa quan sát phong vân biến ảo ở bên ngoài. Vân Quyển Thư khom người thấp giọng nói: bệ hạ đã biết rồi sao? Dịch tiên sinh khẽ gật đầu một cái nói: Mặc tướng đi rồi, trong lòng chấm đột nhiên trống rỗng một mảng lớn. Bệ hạ không cần đau lòng, Mặc Sư Đệ đấu trí với thiên, trí tuệ tề thiên, cho dù chết cũng vinh quang. Trước khi chết, hắn cũng không có chút tiếc nuối nào cả. Vân Quyển Thư nói: chúng ta những người tu luyện trí tuệ này có thể so đấu trí tuệ với trí tuệ mạnh nhất trong thiên hạ, cho dù có chết cũng không có hối hận. Dịch tiên sinh năm xưa nổi danh khắp thiên hạ, hẳn là cũng có ý nghĩ như vậy à? Dịch tiên sinh sao? Dịch tiên sinh khẽ cúi đầu, trong lòng bách vị tạp trần. Giang Sơn hiện tại cần không phải là Dịch tiên sinh, mà là Thái Hoàng Vô Địch. Mà chấm cần chính là Đại Nguyên Soái, có thể thống lĩnh binh hỏa thiên hạ. Cần chính là Mặc tướng, thiên tử tướng của chấm kìa. Thật đau lòng. Nếu kẻ đang tọa chấn trên Lăng Tiêu Bảo Điện là Thái Hoàng mà không phải là Dịch tiên sinh, vậy bọn đạo trích trong thiên hạ kẻ nào dám thò đầu ra đây? Mặc ẩn sau sẽ bị bức phải hao hết tiềm năng, hao tổn nguyên thần, hao tổn nhục thân đến chết đây. Rồi lại còn có Cản Đô, còn có Thiên Cơ, Thiên Huyền, còn có vô số sinh mệnh vì cái hoàng triều này đã chết trong chiến tranh. Tất cả những chuyện này cũng đều sẽ không xảy ra. Đáng tiếc Thái Hoàng vẫn là không cách nào lộ diện, không thể lộ diện. Bệ hạ, Lạc Ấn Hỗn Độn và Đạo Quang Đạo Giới đã như thế nào rồi? Vân Quyển Thư ôn tồn hỏi. Bệ hạ không cần phải phân thần, chỉ cần bệ hạ giải quyết được hai cái tai họa ngầm này, vậy đại cục liền đã định. Bệ hạ cần thời gian bao lâu đây? Dịch tiên sinh suy tư trong chốc lát nói. Chân thân của ta đang sử dụng thủ đoạn bắt đạo luân hồi, thử thông qua thủ đoạn luân hồi đưa Lạc Ấn Hỗn Độn tới thời khắc nào đó trong tương lai. Nếu có thể làm được một bước này, vậy Lạc Ấn Hỗn Độn sẽ không bạo phát. Tranh thủ cho ta một đoạn thời gian. Lạc Ấn Hỗn Độn hoàn toàn là không thể giải. Trung Nhạc đã làm trái khế ước hỗn độn, sẽ phải bị Lạc Ấn Hỗn Độn giàn vặt. Hắn nỗ lực dùng bắt đạo luân hồi đưa Lạc Ấn tới tương lai, để cho nó trong tương lai bạo phát. Đây chính là một biện pháp tạm thời, không thể triệt để giải quyết cái tai họa ngầm này được. Lúc đấy Đại Tư Mệnh làm trái khế ước hỗn độn, khi còn sống còn có thể trấn áp Lạc Ấn Hỗn Độn. Nhưng sau khi chết, ngay cả thi thể cũng bị hỗn độn đồng hóa, có thể thấy được
sự lợi hại của lạc ấn hỗn độn. Đợi tới tương lai, khế ước hỗn độn bạo phát, nếu như khi đó nhục thân của ta càng tiến thêm được một bước, siêu việt thân đại tư mệnh sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua khế ước được. Dịch tiên sinh nói, lâu thì trăm năm, ngắn thì một hai năm, ta sẽ có thể đưa lạc ấn hỗn độn trong cơ thể của ta tới tương lai. Thì nhưng đáng sợ nhất vẫn là đạo quang đạo giới. Tinh thần của Vân Quyền Thư khẽ chấn động một cái, hắn nói, bệ hạ đối phó với đạo quang đạo giới cần thời gian bao lâu đấy? Dịch tiên sinh thoáng do dự một chút nói, đạo quang đạo giới ngươi không cần lo, chấm có thể phong ấn nó trong bát đại luân hồi, khiến cho nó không thể đột phá được luân hồi. Vân Quyền Thư khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn có chút bất an. Đạo quang đạo giới thật sự là quá lợi hại, hiển nhiên Trung Nhạc cũng không có thủ đoạn đối phó với đạo quang đạo giới, đã giết chết đại tư mệnh này. Xin bệ hạ yên tâm tu luyện, thần nắm chắc có thể ngăn cản thiên và hách lên khuê ngọc 100 năm, không cho bọn chúng bước vào 64 tòa thần thánh nửa bước chân. Thần còn cần điều động luân hồi thiên cầu, chủ trưởng 64 tòa thần thánh cũng không quấy rầy bệ hạ nữa. Vân Quyền Thư cáo từ rời đi, lập tức đi tới thánh địa Hoa Tư bên cạnh thiên đình, mời Hoa Tư nương nương và hậu thổ nương nương tới, rồi lại sai hai người đi mời Lôi Trạch cổ thần và đại toại tới. Cũng không lâu sau, Lôi Trạch và đại toại cũng đã tới. Vân Quyền Thư thi lễ và đám người nói, hoàng triều hiện tại đang nguy hiểm rồi. Trong lòng của Hoa Tư, hậu thổ, Lôi Trạch và đại toại nhất tề thất kinh. Vân Quyền Thư tiếp tục nói, bệ hạ vẫn chưa có biện pháp đối phó với lạc ấn hỗn độn, dự định phong ấn lạc ấn hỗn độn tới tương lai, mà bệ hạ cũng không thể ứng phó được với đạo quang đạo giới, dự định sau khi phong ấn lạc ấn hỗn độn tới tương lai, trước thời hạn xuất quan quyết đấu với cường địch, như vậy chỉ sợ phần thắng của bệ hạ cực kỳ nhỏ. Bốn vị tồn tại cổ lão liếc nhìn nhau một cái, Lôi Trạch cổ thần nói, xin Vân tướng quân cứ việc phân phó. Vân Quyền Thư nói, thiên không có khả năng phá được vũ trụ thiên đồ của ta, bất quá phá giải thiên đồ không chỉ có một mình thiên, đám người tứ diện thần khởi nguyên đạo thần nói không chừng cũng sẽ lộ diễn. Nếu như hắc bạch nhị đế lộ diễn, sợ rằng 64 tòa thần thành không ngăn cản được bao nhiêu năm. Bởi vậy ta không thể mời không mời các vị lão tổ tông xuất sơn. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, Quyền Thư chỉ sợ các vị lão tổ tông cũng sẽ đối mặt với đại kiếp nạn, cho nên... Hộ thống nương nương mỉm cười, ôn hòa nói, Vân tướng là lo lắng cho tính mạng của chúng ta sao? Điểm này ngươi không cần phải lo. Lôi Trạch đạo huynh trường quán linh căn tiên thiên quả thú, tỉ mỗi chúng ta trường quán linh căn tử trúc, đại toái trường quán linh căn phủ tăng thần thú và bỉ ngạn hoa, tổng cộng 4 gốc linh căn, còn có thể không đối phó được với đám người khởi nguyên hay sao? Hoa Tư nương nương nói, Vân tướng không cần có gánh nặng ở trong lòng, cứ việc mệnh lệnh cho chúng ta nghe theo điều khiển của ngươi. Đại toại cũng trầm giọng nói, 20 vị thánh đế dưới chúng ta nhập mộng, mở ra hư không giới, tiếp dẫn linh của thần ma tử nạn bên ta. Trước bảo lưu căn cơ cho hoàng triều, mà ta trưởng quán phủ tang thần thú cũng có thể đánh một trận. Về phần các vị tại hoàng, cũng đều rất mong đợi có thể đại chiến một trận, đại phát quang huy trong thời thịnh thế này. Vân Quyền Thư quỳ hai gối xuống, tầng tầng dập đầu với bốn vị tồn tại của lão, nức nở nói, đa tạ các vị lão tổ, thân là hậu đái, lại khiến cho lão tổ tông không tiếc dùng thân mạo hiểm, Quyền Thư đáng chết mà, thế nhưng lại không thể không làm. Đại toại đỡ hắn đứng dậy, mỉm cười nói, người chỉ biết là khiến cho tổ tông mạo hiểm, lương tâm hổ thẹn, tự trách tự hối, lại không biết kẻ làm phú mẫu tổ tông nhìn thấy con cháu hậu đại của chính mình liều mạng phấn đấu, trong lòng đau đớn tới mức nào ư? Lôi Trạch mỉm cười nói, Vân tướng, nếu có người ở trước mặt ngươi đánh giết con cháu của ngươi, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Bất luận là nhân tộc hay là phục hy hoặc là yểm tư đều là con cháu hậu đại của ta cả, đánh bọn họ chính là đánh ta, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Huống hồ trận chiến này còn có thể định ra tương lai. Hoa Tư nương nương cũng mỉm cười nói, nếu như có thể tranh thủ một đường tương lai càng tốt hơn, như vậy cho dù chúng ta có chút tử thương cũng là đáng giá cả. Vân Quyền Thư lau đi nước mắt, đứng dậy nghiêm nghị nói, nếu đã như vậy, kính xin các vị lão tổ tông nghe theo hiệu lệnh của ta. Bốn vị tồn tại của lão nhất tề nói, xin Vân tướng cứ việc phân phó. Đạo quang đạo giới sao? Lúc bấy giờ, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Dịch Tiên Sinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Hắn là đạo thân của Trung Nhạc, chiến lực cũng không xuất chúng, nhiều nhất chỉ là tương đương với thiên mà thôi. Trận chiến này, hắn không thể đích thân tham dự. Nếu như bản thân hắn chết trận, chân thân lại không thể xuất quan,
đã không còn thiên đế tọa trấn thiên đình, vậy toàn thể hoàng triều sẽ liền sụp đổ tan tành trong nháy mắt. Hắn chỉ có thể tọa trấn ở nơi này, thân là biểu tượng của hoàng triều, ngồi xem đám thần ma kia, đám đại đế kia, ngồi xem thân hữu của chính mình, con cái của chính mình liều mạng vì cái hoàng triều này. Có hắn tọa trấn ở nơi này, hoàng triều vẫn còn lực ngưng tụ. Hắn không nói cho Vân Quyền Thư biết bản thân không cách nào giải quyết được đạo quang đạo giới. Uy lực của đạo quang đạo giới đã vượt qua sự tưởng tượng của hết thảy mọi tồn tại. Trên thế gian, hẳn không nên có loại thần thông này, hẳn không nên có loại uy năng này. Thế nhưng nó, hết lần này tới lần khác lại vẫn tồn tại. Hết lần này tới lần khác lại xuất. Đạo quang mang này hoàn toàn bỏ qua hết thảy mọi thần thông đạo pháp, hoàn toàn bỏ qua bất luận thần binh đế binh gì. Toàn bộ thần thông của Trung Nhạc đều bị đạo quang này cắt ra, không thể ngăn cản được. Trung Nhạc ở trong luân hồi thiên cầu mượn thiên cầu để suy diễn biện pháp khắc chế đạo quang này. Hắn đã thôi diễn ra ức vạn loại thần thông có uy năng cường đại tới cực điểm, thế nhưng hết thảy đều bị đạo quang kia cắt ra. Hắn còn thôi diễn ra các loại thần thông quỷ dị, thế nhưng cũng đều không thể ngăn cản được đạo quang kia chút nào. Hắn thậm chí còn tới khởi kiện mộ cổ của Khởi Nguyên đạo thần đã được chữa trị hoàn chỉnh kia, nhưng cũng dễ dàng bị đạo quang chém đứt, cắt mộ cổ thành hai mảnh. Đạo quang kia không gì không phá, thế nhưng nguyên năng vẫn không có bất luận hao tổn gì, vẫn như cũ phi hành xuyên toa trong luân hồi vô tận, chưa giết chết hắn, thề không bỏ qua. Thần thông đáng sợ như vậy, Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần thông không thể giải như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã phá hết thảy thần thông đạo pháp trong thiên hạ, kết quả rốt cuộc đã gặp phải một loại thần thông không thể giải, thần thông do đạo giới phát ra. Hắn nói với Vân Quyền Thư, chỉ cần đạo quang bị phong ấn trong luân hồi vô tận sẽ không có trở ngại gì lớn với hắn. Những lời này thuần túy chỉ là an ủi. Tạo nghệ của Luân Hồi Thánh Vương ở trên luân hồi không thua kém gì hắn. Nếu hắn đối chiến với Luân Hồi Thánh Vương, vậy Luân Hồi Thánh Vương nhất định sẽ phải phát khởi thế công nhằm vào vô tận luân hồi của hắn. Đạo quang kia tuyệt đối sẽ bị Luân Hồi Thánh Vương phóng xuất ra, tìm cách lấy tính mạng của hắn. Phòng sư huynh, người vẫn là không thể nhảy ra bẫy dập đạo thần, không thể hạ giới hay sao? Mà vào lúc này, Thiên đã tập kết đại quân mấy lần tấn công Ly Thành, nhưng Vân Quyền Thư thôi động vũ trụ thiên đồ, trận pháp 64 tòa thần thành vận chuyển, giống như Trung Nhạc đích thân xuất thủ vậy. Uy năng khủng bố khôn cùng bạo phát, diệt tuyệt hết thảy, giết chết không biết bao nhiêu thần ma, đã chém chết hơn 10 vị đại đế. Một kích này trực tiếp săn bằng tinh không vô tận, không biết bao nhiêu tinh tú trực tiếp bị bốc hơi, không còn xuất lại chút gì. Thiên xuất lĩnh Tuấn Nguyệt Thần Vương đích thân xuất chiến. Sau một khắc, Tuấn Nguyệt Thần Vương và Thiên đồng thời gặp nạn, cơ hồ bị một đạo quang chém cho đứt đầu. Một kế không thành, Thiên lại ra một kế khác. Hắn lệnh cho Hách Liên Khuê Ngọc phân binh 64 đường, ở bên ngoài 64 tòa thần thành đều có một chi đại quân trú đóng ở đấy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xông lên chém giết. Sau đó Thiên hạ lệnh 64 chi đại quân đồng thời tiến công 64 tòa thần thành. Đại quân thần ma 64 tòa thần thành đồng thời lâm vào đại chiến, khiến cho Vân Quyền Thư không thể không mượn vũ trụ thiên đồ thôi động lực lượng của 64 tòa thần thành, thi triển ra thần thông của Trung Nhạc. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu, Vân Quyền Thư dù sao cũng là dựa vào vũ trụ thiên đồ thống nhất lực lượng của 64 tòa thần thành. Chỉ cần đồng thời chế trụ thần ma của 64 tòa thần thành sẽ có thể khiến cho Vân Quyền Thư không thể thi triển ra loại lực lượng này. Bất quá sau một khắc, 64 tòa thần thành đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ lạ. Từng tòa thần thành giống như một kiện cơ khí vô cùng tinh vi. Gạch đá từng thành không ngừng di chuyển biến hóa. Hoang mạc biến thành hồ nước, dòng sông biến thành bình nguyên, núi non biến thành vực sâu, minh nguyệt biến thành thái dương, cung điện biến thành tường thành. Trong từng tòa thần thành đều có thuộc tính trong lục thập tứ quái, mà vào lúc này thuộc tính của từng tòa thần thành hoàn toàn thay đổi, giết cho vô số thần ma dưới trướng Hách Liên Khuê Ngọc tơi bời hoang lá, tử thương vô số, không thể chiếm được nửa phần tiện nghi cứu, cũng suýt chút nữa luân hãm trong cản thành. Thiên và Tấn Nguyệt Thần Vương dự định nhân cơ hội tiêu diệt mấy tòa thần thành, thật không ngờ âm dương bát quan đột nhiên bộc phát uy năng mãnh liệt, thôi động luân hồi thiên cầu chém thẳng ra một đạo quang mang. Thiên và Tuấn Nguyệt Thần Vương không thể không vội vàng bỏ chạy thoát thân. Cải biến thuộc tính lực lượng của thần thánh không phải là Vân Quyền Thư, mà là đám thần ma tứ tượng bát quan, bọn thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương. Hách Liên Khê Ngọc thống lĩnh tản binh bại tướng rút lui, đột nhiên bị Thiên dụng pháp lực cuốn lên càng cao, cũng không bao lâu đã đứng ở địa phương cực cao trong vũ trụ. Thiên giơ tay chỉ xuống dưới nói: Vân Quyền Thư không tầm thường, 64 tòa thần thánh còn có bát quan, sau bát quan còn có thần ma thái cực thành, tấn công 64 tòa thần thánh, bát quan thôi thúc thần thánh biến hóa đánh vào bát quan, thần ma thái cực thành
thôi thúc bắt quan biến hóa. Phân mình không phải là biện pháp, đám thần thành này căn bản khó có thể phá vỡ được. Ba đại trí giả dưới trướng của Thái Hoàng, Mạc Ẩn trí tuệ tề thiên, Vân Quyền Thư cũng là bất phàm. Biến trí tuệ thành thần thông không tầm thường, thật sự bất phàm. Hách Liên Khuê Ngọc cũng nhìn ra điểm hiểm ác, liên tục dùng mình mấy cái. Hắn nói, Thiên Phú nhất định là đã có thủ đoạn ứng phó rồi sao? Thiên cười ha hả một tiếng, vạn phần tự phụ nói, tự nhiên là có rồi. Vân Quyền Thư biến trí tuệ thành thần thông quả thật không tầm thường. Nhưng trí tuệ biến thành thần thông dù sao cũng không phải là thần thông chân chính. Đám đại đế lục đạo giới vẫn còn đang vây công Trung Hoàng Thần hay sao? Lâu như vậy rồi vẫn chưa thể bắt lấy được bọn họ sao? Xem ra còn cần ta tự mình đi một chuyến tiêu diệt Trung Hoàng Thần và đám Phục Hy Địa Hoàng chuyển thế này rồi. Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng nói, vậy ý của Thiên Phụ là... dùng 3.000 lục đạo giới cắt ra 64 tòa thần thành. Thiên Điểm Nhân nói, Hách Nguyên Khê Ngọc liên tục dùng mình mấy cái. Hắn lẩm bẩm, chỉ sợ sẽ có vô số sinh linh tử vong. Tính mạng của một đám kiến hôi liên quan gì tới ta đấy? Thiên biến thành thiên khung lưu động, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Tại đại nhất lục đạo giới, 800 vị đại đế thượng cổ vây khốn nơi này. Từng tòa lục đạo giới bao vây đại nhất lục đạo giới. 6 đạo tinh hà xoay tròn, cắt nát không gian. Những nơi đi qua, từng khỏa tinh cầu to lớn khôn cùng đều bị nghiền nát, sụp đổ. Nhưng đây bất quá chỉ là bí cảnh nguyên thần của 800 vị đại đế thượng cổ, dựng thẳng sau đầu từng vị đại đế thượng cổ to lớn sừng sững. Những vị đại đế thượng cổ này cất bước di chuyển, động tĩnh quả thật chính là trời long đất lở, vô cùng khủng bố. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bùng phát, kinh diễm tuyệt luân, đâm vào mi tâm một vị đại đế thượng cổ, trực tiếp xuyên thấu đầu hắn. Kiếm quang xoay tròn giống như một cái dùi nhọn từ sau cái hắn đâm ra, ầm ầm đâm vào lục đạo giới sau đầu của hắn. Đạo kiếm quang kia cực kỳ bá đạo, vậy mà đã xoắn nát vô số quả tinh tú, quậy cho lục đạo giới kia tan thành từng mảnh nhỏ, thái dương dập tắt, tinh cầu tan rã. Vị đại đế thượng cổ kia giống giận một tiếng, cái đầu bị kiếm quang xuyên thủng đột nhiên nổ tung, từ phần cổ trở nên hết thảy để biến thành huyết vụ. Ngay sau đấy huyết nhục nơi cổ diễn sinh một lần nữa, mọc ra một cái đầu mới càng lúc càng lớn. Thế nhưng đúng lúc này, Trung Hoàng Thần chợt lăng không bay tới, một quyền đánh vỡ nát. Thi thể to lớn của vị đại đế thượng cổ kia đổ dạp về phía sau. Trung Hoàng Thần dẫm lên thi thể của hắn. Bốn phía là vô số tinh tú và thái dương băng loạn tung bay bốn phía. Sau lưng của Trung Hoàng Thần, một vị đại đế đầu dê thân người dùng hai sừng trên đầu làm vũ khí, đâm thẳng về phía hậu tâm của Trung Hoàng Thần. Lục đạo giới sau đầu của hắn lại giống như sáu bánh răng to lớn, nhanh chóng xoay tròn, chém thẳng về phía Trung Hoàng Thần. Mà ở phía xa xa, một tôn Phục Hy đầu người thân rắn thi triển pháp thiên tượng địa, toàn thân vĩ ngạn, vung tay một cái, chỉ thấy một cái cự trung đoang đoang vang dội treo cao trên đỉnh đầu. Tiếng chuông không ngừng minh hưởng, chấn cho đám đại đế từ bốn phương tám hướng đang vọt tới kia liên tiếp phải lùi về phía sau, không thể tiếp cận. Ở chỗ càng xa hơn lại có từng vị đại đế đang vây công một tôn Phục Hy khác. Pháp lực của tôn Phục Hy này lại vô cùng hùng hồn, bàn tay thôi động từng đạo tinh hà chảy xiết. Trận chiến này đã giằng co một đoạn thời gian rất dài. Chiến đấu cho tới hiện tại, đám người Trung Hoàng Thần và đám Địa Hoàng Phục Hy và đám đại đế thượng cổ đều đã uể oải đến không chịu nổi. Lúc chiến đấu vừa mới bắt đầu, Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ và 20 vị Địa Hoàng Phục Hy chuyển thế đã trực tiếp thôi động đám thần thông đại nhất thống đạo giải, mạnh mẽ đón đỡ 800 vị đại đế, lấy cứng chọi cứng. Mà 800 đại đế thì thi triển ra đại thần thông lục đạo giới, dùng giới phá giới, sử dụng uy năng của 800 tòa lục đạo giới đối kháng với đạo giải, chém giết tới mức thiên hôn địa ám. Song phương vừa mới giao phong chính là tiền vốn ra hết, không giữ lại chút nào. Mấy chục vị đại đế dưới trướng Trung Hoàng Thần tử thương hơn phân nửa, mà 800 vị đại đế thượng cổ chém giết cho tới hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 600 vị. Đại thần thông không thể kéo dài, gánh vác đối với nhục thân và nguyên thần quá lớn, hơn nữa tiêu hao đối với pháp lực cũng quá lớn. Song phương sau một tràng công kích thảm liệt, lúc ban đầu lập tức chuyển sang đối chiến chém giết. Thương vong của chư đế dưới trướng Trung Hoàng Thần đại đa số cũng là trong khoảng thời gian này chết trong tay đối phương. Trung Hoàng Thần lo lắng đệ nhất lục đạo giới bị đám đại đế này đánh vỡ, bởi vậy dùng thần thông không gian phong ấn lục đạo giới sâu bên trong thời không, chỉ lưu lại thiên đình của thiên giới. Nhưng hiện tại thiên đình của thiên giới cũng sớm đã bị đánh thành bột mịn. Thực lực của Trung Hoàng Thần cực kỳ cường đại, trong thần vương thái cổ cũng thuộc về tồn tại đỉnh cao. Nhưng bản lĩnh của mấy trăm vị đại đế thượng cổ này cũng cường đại bất phàm, lại dùng lục đạo giới làm vũ khí,
lục đạo giới biến thành bí cảnh nguyên thần của bọn họ, pháp lực hùng hậu không gì sánh được, trực tiếp dùng lục đạo giới mà nghiền ép. Từ phương diện lực lượng có thể nói là khó gặp địch thủ. Đám đại đế dưới trướng Trung Hoàng Thần cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vị đại đế, đám thần thiên vương. Hắn mang tới tinh vực Huyền Tẫn, cộng thêm đám đại đế xuất thân từ đệ nhất lục đạo giới, số lượng cộng lại bất quá chỉ 30 vị. Hiện tại cũng đều đã tử thương sạch sẽ, thậm chí ngay cả thần thiên vương có đại ân với hắn cũng đã tăng thân trong đại chiến. Bất quá, cũng may lần này Trung Thánh Võ và các vị địa hoàng phục khi cũng còn đang ở đây, biết rõ hắn sắp phải đối mặt với đại chiến hung hiểm nên không vội rời đi. Có đám người Trung Thánh Võ tương trợ, Trung Hoàng Thần còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hách Liên Khuê Ngọc cũng cực kỳ xem trọng Trung Hoàng Thần, cho nên một nửa số chuyển thế thân đại đế thượng cổ đầu nhập vào chỗ hắn đều dùng để đối phó với Trung Hoàng Thần. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thể bắt được đám người Trung Hoàng Thần. Bọn họ không dùng tới 100 vị đại đế lại có thể quấn lấy 800 vị đại đế thượng cổ, cộng thêm 800 tòa lục đạo giới. Hơn nữa, đã có gần 200 vị đại đế thượng cổ táng thân trong tay bọn họ, thành tựu bậc này đã đủ để mà tự ngạo. Đạo giái! Thân hình đám người Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ đột nhiên chẳng chịt tan sen, thần thông đạo giải bạo phát. Hơn 10 vị đại đế thượng cổ chính diện gặp phải trùng kích, nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ. Lục đạo giới cũng bị đánh thành bột mịn. Thân hình đám người Trung Hoàng Thần tản ra, phù phù thở hổn hển. Những đại đế còn lại lập tức giết lên, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Một vị đại đế đằng đằng sát khí, vung tay chính là tinh hà chấn động, đánh thẳng tới. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Trung Hoàng Thần, các ngươi cũng có thể thi triển mấy lần đạo giải nữa đây. Hiện tại lục giới chỉ còn lại có 5 giới thôi, mạnh mẽ thi triển đạo giải tất nhiên sẽ chấn động nguyên thần, nhục thân, tinh thần và đại đạo của các ngươi. Lại thi triển thêm 2 lần đạo giải nữa, các ngươi sẽ tự mình phân giải trước kia. Vẫn đủ để giết chết sạch các ngươi. Trung Hoàng Thần cười ha hả, đột nhiên kịch liệt ho ra máu. Đúng lúc này, chỉ thấy thiên khung xa xa nhanh chóng lưu động, phóng vọt về phía này. Sắc mặt đám người Trung Hoàng Thần đại biến, mà hơn 500 vị đại đế thượng cổ còn lại không khỏi đại hỉ, nhao nhao mỉm cười nói: Thiên đã tới rồi, các ngươi cách cái chết không còn xa nữa đâu. Thiên đạo khôn cùng. Phiến thiên khung kia phóng vọt tới, đột nhiên biến hóa, chỉ thấy một gã thần nhân không có khuôn mặt nghênh ngang hạ xuống. 30 bức thiên đạo đồ ầm ầm đánh về phía đám người Trung Hoàng Thần. Từ trong khuôn mặt của thiên lại có thêm một gã thiên nữa đi ra, vẫn là 30 bức thiên đạo đồ cùng đánh oanh kích về phía bọn họ, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Trung Hoàng Thần thầm than một tiếng, tới cả một đạo viên hoàn. Đạo viên hoàn kia bay lên không trung, đột nhiên ong một tiếng chấn động, hút tất cả bọn họ vào trong viên hoàn. Công kích của thiên ào ào đánh tới, 30 bức thiên đạo đồ oanh kích lên trên đạo viên hoàn kia. Đạo viên hoàn kia lại không chút ba động. Đạo viên hoàn này chính là luân hồi hoàn mà Trung Nhạc luyện ra giao cho Trung Hoàng Thần. Ngày đấy Trung Nhạc nói với hắn, nếu như tương lai xảy ra chuyện gì bất chắc, liền tới khởi đạo viên hoàn này tiến vào tổ tinh tránh một chút. Vừa rồi tình thế nguy cấp, Trung Hoàng Thần không thể không tới khởi luân hồi hoàn tránh né công kích của thiên. Ồ, đây là bảo vật gì vậy? Từng gã thiên đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một đạo chân thân. Hắn vươn tay chụp về phía đạo viên hoàn kia, nào ngờ vừa mới đụng vào viên hoàn này, bàn tay của thiên lập tức máu chảy đầm đìa, cổ tay đột nhiên đứt gãy, bị đạo viên hoàn thôn phệ. Đạo quang hoàn thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Thiên kinh nghi bất định, trên khuôn mặt không có tai mắt, mũi miệng dâng lên một trận mây mù. Chỉ thấy đạo viên hoàn kia chấn động một cái, biến mất không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Cho dù hắn dùng thiên nhãn sưu tầm tìm kiếm, cũng không tìm được phương vị của đạo viên hoàn kia. Hắn biết rõ Trung Nhạc tinh thông vũ thanh trụ quang, hơn nữa tinh thông đại đạo luân hồi. Nếu như Trung Nhạc muốn ẩn giấu Trung Hoàng Thần và đám địa hoàng chuyển thế kia, chính mình khẳng định là tìm không ra, chỉ đành phải từ bỏ. Tổ tinh của Phục Hy thần tộc cũng biến mất không thấy đâu nữa rồi. Thiên mở ra thiên nhãn dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ: trong tổ tinh cất giấu rất nhiều nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng, địa hoàng, thật không tầm thường. Chỉ là đã bị Thái Hoàng giấu đi rồi, chỉ sợ khó thể tìm được. Bất quá đám cá lọt lưới này không quan hệ đến đại cục, chỉ cần diệt trừ được hoàng triều của Đế Nhạc thôi, một lưới bắt hết toàn bộ Phục Hy ngoại giới. Tới lúc đó sẽ có thể tinh tế tìm kiếm đám cá lọt lưới này, một con cũng không bỏ qua. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên chấn động, đạo luân hồi hoàn kia một lần nữa xuất hiện. Trong đầu thiên mê mê man man, vươn tay chụp vào luân hồi hoàn. Sau đấy, bàn tay bị chém đứt, rơi vào trong đạo viên hoàn.
Đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Tế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Thiên Kinh Nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm: Tổ tinh của Phục Hy thần tộc cũng biến mất không thấy đâu nữa rồi. Trong tổ tinh cất giấu rất nhiều thiên nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng địa hoàng, thật không tầm thường. Ồ, có cái gì đó không đúng rồi. Đúng lúc này, thời không đột nhiên vặn vẹo, Luân Hồi Hoàn một lần nữa xuất hiện. Thiên không tự chủ được, lại chụp vào đạo Luân Hồi Hoàn kia. Tiếp theo bàn tay đứt gãy, bị Luân Hồi Hoàn thôn phệ. Đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Không, không đúng, không đúng rồi. Ta đã từng nói qua những lời này rồi. Thiên giận cả tóc gáy, có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Tiếp theo, Luân Hồi Hoàn lại biến mất, sau đó thời không lại vặn vẹo. Luân Hồi Hoàn một lần nữa xuất hiện. Hắn lại không tự chủ được chụp vào Luân Hồi Hoàn, sau đó bàn tay bị chém đứt, không tự chủ được lại nói: Đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng sai rồi, sai rồi. Ta đã trúng chiêu của Thế Hoàng. Ta hắn không nên chụp vào viên hoàn kia, sau khi chụp vào sẽ rơi vào trong Luân Hồi vô tận. Luân Hồi Hoàn biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Thiên vẫn là không nhận được chụp vào Luân Hồi Hoàn. Một lần rồi lại một lần tái diễn, một lần rồi lại một lần tỉnh ngộ. Tiếp theo không ngừng chuyển hóa tuần hoàn. Nơi này phảng phất như đã biến thành điểm thời không luân hồi, thời gian và sự kiện đang không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, không ngừng không nghỉ. Toàn thân của Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn thấy bàn tay của chính mình một lần rồi lại một lần bị chém đứt, chính mình một lần rồi lại một lần giác ngộ, nhưng tiếp theo vẫn lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào Luân Hồi Hoàn. Một lần rồi lại một lần rơi vào trong tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Kiện vũ khí mà Thái Hoàng luyện chế này quá độc ác rồi, lại muốn vây chết ta ở đây sao? Thiên vừa mới tỉnh táo lại, trong đầu lại càng ảm đạm hơn. Sắp sửa một lần nữa rơi vào luân hồi. Cái này quá đáng sợ. Hắn gian nan quay đầu lại, chỉ thấy động tác của hơn 500 vị đại đế tượng cổ may mắn còn sống sót kia cũng rơi vào trong trạng thái tái diễn. Một lần nữa rồi lại một lần nói ra những lời tương đồng, làm ra động tác tương đồng. Thái Hoàng trưởng khống thời gian, không gian và luân hồi, quả thật chính là cơn ác mộng của bọn họ. Phải làm sao mới có thể chạy thoát được đấy? Khuôn mặt của Thiên vặn vẹo, ngay sau đấy lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào đạo Luân Hồi Hoàn kia. Bọn họ cứ như vậy luân hồi không biết bao nhiêu lâu. Không gian đột nhiên chấn động, một phiến hỗn độn phóng vọt tới. Tứ Diện Thần tọa chấn trong hỗn độn hải, từ xa nhìn lại, nhìn thấy dị trạng như vậy, không nhịn được vươn tay chụp về phía Luân Hồi Hoàn. Thiên the thé kêu lên: "Đạo huynh, không được!" Bàn tay của Tứ Diện Thần chụp lấy Luân Hồi Hoàn, hắn mỉm cười nói: "Đây là bảo vật gì vậy? Giống như là do Thái Hoàng luyện chế thì phải." Xoẹt. Bàn tay của hắn đột nhiên gãy rời, rơi vào trong Luân Hồi Hoàn. Khoảnh khắc sau đấy, Tứ Diện Thần một lần nữa đột nhiên xuất hiện, chụp về phía Luân Hồi Hoàn, mỉm cười nói: "Đây là bảo vật gì vậy? Giống như là không tốt rồi, ta đã trúng chiêu của Thái Hoàng, mau mời Luân Hồi Thánh Vương tới đây." Thiên cũng khó được thanh tỉnh trong nháy mắt, tràn ngập nộ khí nói: "Chúng ta đều bị vây khốn trong thời không đại luân hồi, sao có thể thoát ly ra ngoài? Ai có thể rời khỏi nơi này mà đi mời Luân Hồi Thánh Vương đấy?" Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 362 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.